chào mừng tất cả các bạn nha. Tiếp tục lâu cả lại quay tây miền nha các chú chị ơi. Vợ chồng chị Bơ Bình Tinh cũng đến cả nhà. Võ Việt Băng. Anh hai Vũ Lân cũng đang tới đó cô chú anh chị. Làm lễ cúng mà tất nhiên phải có anh hai rồi. Không đúng cái là mặc áo đó là chị Ba Bình Tinh đó các nhà. Chị Ba Bình Tinh vẫn còn đang đổ tang đúng không? Đổ tang mới ok. 3 năm mà. Nghe nói là 3 năm. 3 năm nữa. Hay là gỡ dòng này gỡ tên ta. Trong nhà có một người để 3 năm đúng không? Nhưng mà chị là còn để tang. Đúng rồi. Còn hôm nay chắc có lẽ là muốn 1 năm phải tang luôn. Còn mà chắc có lẽ gì ông Loan để đúng 3 năm là con gái chính. Không có anh cả thì có con gái đại diện. Chị đi tới kìa mọi người kìa, chị đi tới kìa. Chị đi đây gắn 3 phút nữa đây. Không lo mệt đồ luôn. Chào anh Nhật Minh. Mấy anh chẳng là cái thằng nó cho mẹ nha. Cái đồ nó không nấu đi hết gì hả? Thầy chân là cộng là anh nói má cạnh anh đừng nói nữa. Anh má cạnh lai đó, nói quá trời. Nghe mấy ông nói chuyện chứ có ai nghe được gì đâu. Chuẩn bị nha. Bình tĩnh gì lâu. Em làm hơi clip ốp kịp hả? Mạng liếc ốp này trong mà ốp em ra là chút ngoài ba luôn kìa. Cả nhà ơi, mình chia sẻ và like giúp em nha. Cả nhà chia sẻ giúp em nha. Em sẽ phát trực tiếp nha. Cả nhà like và chia sẻ giúp em nha. Lần này cũng cái like anh có điện thoại sẵn kìa. Ừ, lên đây mấy ngàn không anh? Ốp lên mấy ngàn không mấy anh? Mấy ngàn rồi. Ừ, phải được rồi. Cái này nhiều lắm.
ba chân mỏi tay, hai mỏi tay. Rung kìa, nó qua nó lấy ăn cái đường này nó qua nó đi vô ai. Hôm nay là ngày đại hội ung thư. Em ơi chú ý mình đi đầu nha.